Lên trên kia cái gì? Chúng tôi xin kính mời toàn thể các đồng chí về dự buổi lễ khai mạc cùng toàn thể các đội bóng chúng ta đứng vào trước lễ đài của ban tổ chức của cuộc thi khai mạc. Báo cáo đồng chí là trong thời gian buổi sáng hôm nay, ban tổ chức chúng tôi điều hành giải là hai trận đấu thi đấu của bảng. Nên đề nghị các đồng chí thành kia về trước bàn ban tổ chức của cuộc thi khai mạc để kịp thời gian đá buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời được các đồng chí là bí thư thi đoàn của các thôn, đề nghị các đồng chí giao tập trung đội bóng của mình. Vì các đồng chí đội trưởng đội bóng chúng ta đứng xếp hàng vào đây. Rồi tất cả. Đề nghị các đồng chí ở thôn 7, thôn 8, thôn 6, thôn 1. Mình đứng theo hàng nhìn về đằng đây này. Đề nghị các đồng chí đứng theo trên xếp hàng đấy. Đứng ở trên. Các đồng chí có tập trung này. Thôn đám luôn. Đề nghị các đồng chí là bí thư thi đoàn đây. Đồng chí ra tập trung đội bóng của mình ngay. Thôn một đội trưởng đội bóng của thôn một đây. Để các đồng chí cùng đây. Huy động anh em vào đúng không? Xếp thành hai hàng cho anh nhỉ? À đó, đúng lên xếp thành hai hàng nhỉ? Đúng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thôn 9 đâu? Thôn 9 này cũng... Dám mặc quần áo đây cháu ơi. Đặt xí dịch lên từ trên đây này. Đặt xí xe ra. Đặt xí ra trên đây này. Em ơi, bỏ xí ra đi. Đặt xí dịch lên từ trên đây này.